Úc có vẻ đã chọn học kinh nghiệm từ George Orwell. Với một hệ thống theo dõi cách ly mới, bao gồm định vị và nhận dạng khuôn mặt. Nhưng đừng lo, tất cả chỉ là để đối phó Covid. Chào mừng đến với nước Úc chưa tiết lộ, tôi là Chris Chappell. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ nói về nước Úc, cụ thể là cách cơ quan chức năng Úc sử dụng COVID để thử một hệ thống mới có thể theo dõi công dân mọi lúc. Chuyện bắt đầu từ bang Nam Úc. Mới đây, chính quyền Nam Úc công bố một ứng dụng có thể tải xuống sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt và GPS để tiến hành cách ly tại nhà bắt buộc. Mà nghe có vẻ hơi cực đoan. Nhưng công bằng mà nói thì đây là Úc. Ở nhà luôn luôn là lựa chọn tốt nhất. Ở đó, COVID là thứ có khả năng giết người thấp nhất. Ứng dụng này thu được rất nhiều sự chú ý từ truyền thông và không phải loại chú ý tích cực. Một số người gọi công nghệ này là Orwellian Liên tưởng tới quyển 1984, nơi đảng Big Brother giám sát công dân mọi lúc mọi nơi. Nếu nói một cách thô thiển hơn, thì đó là công nghệ ác mộng. Còn nếu nói một cách thô thiển hơn nữa, Crikey, ném thứ rắc rưởi đó lên bếp nướng ngay. Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Đây là Úc, không phải Trung Quốc. Chuyện không thể nào tệ như vậy được đâu nhỉ? Hãy nghe tôi giải thích cách ứng dụng này hoạt động rồi bạn tự quyết định nhé. Trước hết, ta cần nhập vai. Tưởng tượng bạn là một công dân Úc. Cái đó tôi làm được. Giả sử bạn sống ở bang Nam Úc, nhưng gần đây bạn đã đến New South Wales để thăm mẹ. Và giờ bạn muốn quay trở về Nam Úc. Khi về tới Nam Úc, bạn sẽ được yêu cầu cách ly 14 ngày, hoặc như cách người Úc gọi, bóc lịch 14 ngày. Nếu muốn cách ly tại nhà, bạn sẽ được yêu cầu tải xuống điện thoại một ứng dụng có tên là Home Quarantine SA. Đừng lo, ứng dụng này có trên Google Play và App Store hoàn toàn miễn phí. Dễ như ăn kẹo. Chỉ cần nhập một số thông tin cá nhân vào ứng dụng, không nhiều nhận gì. Chỉ có họ tên đầy đủ, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và email cùng kiểu thông tin bạn cung cấp khi thiết lập hồ sơ trên một ứng dụng hẹn hò của Úc. Dingo K. Cupid. Sau khi tải xuống ứng dụng và trở về nơi cách ly an toàn, ứng dụng sẽ liên lạc với bạn nhiều lần trong ngày, một cách ngẫu nhiên. Mỗi lần, bạn có 15 phút để cung cấp bằng chứng về vị trí đang ở. Camera của điện thoại sẽ làm nhiệm vụ nhận diện. Trong khi GPS kiểm tra xem bạn có ở đúng nơi đã báo cáo không. Nếu ứng dụng này mà giống một cô bạn gái ghen tuông thì nó sẽ xem hết tin nhắn Facebook của bạn và hỏi, "Linda là ai? Và tại sao cô ta lại gửi cho anh quá nhiều emoji nháy mắt như vậy?" Nếu bỏ lỡ một lần kiểm tra, sau đó bạn sẽ nhận được cuộc gọi từ Home Quarantine SA để bạn giải thích lý do lỡ lần kiểm tra trước đó. Nếu bạn lỡ cuộc gọi người dân phòng thân thiện gần kề có thể tới nhà bạn để kiểm tra nếu bạn không có ở nhà cảnh sát sẽ đi tìm và sẽ có một khoản phạt một đô la úc tại chỗ nếu vi phạm cách ly nên hãy nhớ mang theo ví khi rời nhà nhé và đừng để họ bắt gặp bạn với linda tất nhiên tùy trường hợp có thể bạn sẽ bị bắt cũng nên và đừng lo về số thông tin đã nhập vào ứng dụng chúng an toàn theo Thủ hiến Nam Úc Stephen Marshall, chính phủ sẽ không lưu trữ bất kỳ thông tin nào cung cấp cho ứng dụng. Mặc dù ứng dụng này do chính phủ phát triển, nhưng ta luôn có thể tin tưởng cái chính phủ mà theo dõi từng đường đi nước bước và bắt giữ ta nếu giờ khỏi nhà mà nhỉ. Tôi đoán đó là lý do người ta lo ngại đến bảo mật thông tin. Ứng dụng này rất tiện lợi và dễ dùng, và tất nhiên được tạo ra vì sự an toàn của bạn và cộng đồng. Đó là cách ứng dụng hoạt động. Thông tin cá nhân, nhận dạng khuôn mặt và theo dõi vị trí liên tục như một sĩ quan kỹ thuật số 24 trên 7. Khi người Mỹ phàn nàn về cách chính phủ xử lý cách ly COVID, người Úc có lẽ sẽ nói, đó không phải xâm phạm quyền dương tư. Đây mới là xâm phạm quyền dương tư. Hiện tại ứng dụng đang trong giai đoạn thử nghiệm với chỉ khoảng 50 người tham gia nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của một tiềm năng triển khai rộng hơn. Tôi sẽ nói thêm sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Nam úc đang thử nghiệm ứng dụng cách ly covid mới theo dõi người dân bằng nhận dạng khuôn mặt và định vị. Nếu thử nghiệm thành công, khách quốc tế tới nam úc có thể bắt đầu cách ly tại nhà bằng ứng dụng trong vài tuần. Lúc đó, như thủ hiến nam úc Steven Marshall nhấn mạnh. Tôi khá chắc là công nghệ chúng tôi phát triển trong chính quyền Nam Úc sẽ trở thành tiêu chuẩn quốc gia và triển khai trên toàn quốc. Tôi nghĩ người Úc còn vui hơn khi nghe tin rằng cháy rừng diện rộng đang bùng phát khắp đất nước. Thủ hiến Marshall cũng nói, người dân Nam Úc hẳn thấy khá tự hào vì chúng ta là tiên phong quốc gia cho ứng dụng cách đi tại nhà. Tôi không biết mình sẽ thấy tự hào thế nào khi thử nghiệm một ứng dụng như vậy. Lần cuối cùng lượng người lớn như thế bị lộ riêng tư bởi một thử nghiệm tồi là sau sự kiện 11 tháng 9. Nhưng trước khi vội vàng phán xét, hãy đặt ứng dụng trong bối cảnh. Nam Úc không phải bang đầu tiên ở Úc sử dụng loại công nghệ này. Hiện đã có một ứng dụng tương tự, tự gọi là G2G Now, được sử dụng ở bang Tây Úc. Theo trang chủ của G2G Now, ứng dụng này biến công tác kiểm tra cách ly nhanh, vui và dễ dàng. Bởi vì nếu tôi mà bị lôi vào tù chỉ vì rời khỏi nhà, tôi thích chuyện xảy ra nhanh, vui và dễ dàng. Điểm khác là ứng dụng Home Quarantine SA của Nam Úc được phát triển bởi chính quyền bang, còn G2G Now được phát triển qua một hợp đồng tư nhân. Rõ ràng là các ứng dụng này đáp ứng nhu cầu. Nhưng nhu cầu nào? Để hiểu vì sao các ứng dụng này hiện hữu, trước tiên cần phải hiểu phản ứng của Úc với virus corona. Úc vận hành theo thứ gọi là COVID không hay chính sách không COVID. Chính sách này còn được gọi là ác mộng không COVID, một chính sách khá khắc nghiệt so với hầu hết các quốc gia khác. Để thực thi một chính sách cực đoan như vậy, chính phủ mới tiến hành các biện pháp cực đoan. Trên toàn quốc, không ai được phép rời khỏi Úc trừ một vài ngoại lệ. Tôi biết Úc được thành lập bởi một nhóm tội phạm nhưng cũng không có nghĩa chính phủ nên biến úc thành một nhà tù khổng lồ chứ mỗi bang của úc chịu trách nhiệm về hình thức chính sách không covid cụ thể hầu hết các chính sách bao gồm cách ly ngoại trừ các doanh nghiệp thiết yếu tất cả bị buộc đóng cửa lệnh giới nghiêm và hạn chế đi lại chặt chẽ chuyện đã như vậy hơn suốt một năm biến phần lớn lãnh thổ nước úc thành một vùng đất hoang hóa ý là thêm nhiều vùng đất hoang vu hơn đến hiện tại hầu hết việc đi lại từ new south wales tới láng giềng nam úc đều bị cấm và nếu là ngoại lệ bạn phải điền vào đơn xin miễn trừ y tế với cơ quan y tế nam úc và bạn phải tải ứng dụng mysa gov về điện thoại trước khi thông hành bởi vì bạn sẽ phải sử dụng phần đăng ký an toàn covid của ứng dụng để quét mã qr tại sân bay trong taxi hoặc uber đón bạn từ sân bay và tại bất kỳ nơi nào bạn đến, kể cả cửa hàng tạp hóa. Nhưng đối với hầu hết những người di chuyển giữa các bang hoặc quốc tế được phép vào Nam Úc, họ sẽ được yêu cầu cách ly trong 14 ngày, nên việc đến cửa hàng sẽ không phải là một lựa chọn. Nghĩa là họ sẽ không thể tiếp cận với Vegemite, mà có lẽ là hệ quả tốt nhất của chính sách này. Cho đến giờ, hầu hết công tác cách ly đều được thực hiện trong các khách sạn y tế do chính quyền điều hành, tức là khách sạn thông thường nhưng có nhân viên y tế túc trực. Khách du lịch có thể bị yêu cầu thanh toán cho việc lưu trú ở khách sạn y tế, mà có thể tiêu tốn khoảng 2.000 đô la cho hai tuần. Với mức giá đó, họ tốt hơn nên phục vụ bữa sáng kiểu lục địa cách xù. Nhưng vì đây là Úc, nên bữa sáng kiểu lục địa cũng chính là một bữa sáng kiểu nông thôn. Tất cả việc này giải thích lý do cách ly ở nhà có vẻ hấp dẫn hơn. Kể cả khi thế nghĩa là phải tải ứng dụng, buộc bạn phải quét khuôn mặt liên tục và gửi tới chính quyền. Ở nhà, bạn thậm chí có thể đặt hàng tạp hóa, miễn là bạn không tương tác với người giao hàng. Công bằng mà nói, tự cách ly tại nhà từng được cho phép trước đó đôi lần. Nhưng tiêu tốn rất nhiều tiền của chính quyền Nam Úc để trả cho cảnh sát kiểm tra điều đoạn những người đó. Thế là chính quyền Nam Úc quyết định, sao lại không làm ứng dụng nhỉ? Với bạn thì ứng dụng rẻ hơn so với ở khách sạn, và rẻ hơn với chính quyền không phải điều cảnh sát kiểm tra bạn suốt ngày. Miễn là mọi người tuân theo chính quyền, và không cố tình bỏ qua thông báo buộc cảnh sát phải tới kiểm tra họ. Người Úc sẽ không bao giờ làm thế. Úc nào phải một hòn đảo nơi mà tội phạm bố dao vào Saibia VB đâu chứ. Nên tất cả yêu cầu cách ly cứng rắn này đều phục vụ cho không COVID của Úc. Ý tưởng rằng Úc có thể đơn giản chặn đứng COVID hoàn toàn. Nhưng chính sách không COVID liệu có hiệu quả? Chúng ta sẽ xem xét ngày sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Úc có chính sách cách ly nghiêm ngặt nhất trong mọi nền dân chủ tự do. Đấy là giả sử Úc vẫn còn trong danh sách các nền dân chủ tự do nhé. Nhưng chính sách của họ đã từng có hiệu quả, họ hầu như không có ca nhiễm Covid mới từ đầu năm. Ít nhất là cho đến khi biến thể Delta xuất hiện vào tháng 6. Biến Úc trở thành một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn theo cách khác hẳn trước đây. Vâng, một mớ hỗn độn. Mặc dù tỷ lệ ca nhiễm thấp hơn so với các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Canada. Ở úc, khoảng một phần tư của một phần trăm dân số đã test cho kết quả dương tính với covid trong khoảng một năm rưỡi qua. So sánh với 12% của mỹ, mặc dù số ca là thật sự rất thấp, nhưng vẫn không phải là số không. Nghĩa là khi đối mặt với biến thể delta, chính sách không covid đã trở thành không ổn định. Nhưng nhiều quan chức chính phủ từ chối chấp nhận rằng họ không thể làm gì. Đó là lý do các công nghệ như ứng dụng Home Quarantine SA có vẻ hấp dẫn. Hấp dẫn với chính quyền. Những người nắm quyền, nắm được nhiều quyền hơn thì không hấp dẫn với những người còn lại. Nhưng làm sao chuyện đến nông nỗi này? Có phải người Úc chỉ chấp nhận và để tự do bị tra đạp? Không, họ không hề. Đã có rất nhiều cuộc biểu tình chống cách ly, nhưng đã phải đối mặt với rất nhiều cảnh sát đàn áp biểu tình. Nhưng không phải tất cả người Úc đều cảm thấy bị áp bức. Bài báo này gọi cách ly COVID là tự do, không phải ngồi tù. Tôi đoán người viết bài đó coi 1984 là một tiểu thuyết viễn tưởng. Vậy điều này liên quan gì tới Mỹ? Rất nhiều người đang lo ngại về những thứ đang xảy ra với tự do ở Úc, không chỉ là các nhóm dân quyền ở Úc mà ngay cả tạp chí tự do ở Mỹ như The Atlantic cũng nói rằng Úc đã đánh đổi quá nhiều tự do để đổi lấy an toàn tạm thời. Nhóm tư tưởng thiên tả tổ chức Brookings nói hệ thống dân chủ của Úc đang gặp rủi ro. Một số người Mỹ cánh hữu cũng lo ngại tương tự với các xu hướng diễn ra ở Mỹ. Nếu người Mỹ cần một lý do cụ thể để cảnh giác với kiểm soát quá mức của chính phủ thời khủng hoảng, họ chỉ cần nhìn vào Úc. Úc đang trà đạp quyền tự do dân sự. Và hãy coi chừng, vì khi Úc đổ quyền tự do dân sự xuống cống, chúng đi ngược chiều kim đồng hồ. Vậy bạn nghĩ sao? Làm sao để tự do cân bằng với an toàn trong khủng hoảng y tế cộng đồng? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận, và hãy nhớ rằng Hoa Kỳ chưa tiết lộ được hỗ trợ chủ yếu bởi khán giả như bạn. Hãy truy cập trang Patreon của chúng tôi, ủng hộ một đô la hoặc hơn cho mỗi tập, để chúng tôi có thể tiếp tục sản xuất các tập thật hay. Một lần nữa tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã xem. Nước Úc chưa tiết lộ.